giá của tròng kính chống ánh sáng xanh là bao nhiêu tiền. Thế ở đây thì anh chị sẽ hỏi là alo, xin chào các anh chị em nha. Ôi, nhìn kỹ không? À đây rồi, ok. Thì anh chị em ơi, đang theo dõi ở kênh YouTube của Phùng Huy Hoài đúng không? Rất là nhiều câu hỏi đang được trả lời trên đây, thì hôm nay cũng tiếp tục trả lời câu hỏi cho anh chị em hiểu rõ thêm. Đây, đọc câu hỏi này, một dãy câu hỏi ở đây. Đấy, giúp cho anh chị có câu hỏi nào, nếu anh chị đang còn băn khoăn thì chúng ta vẫn cứ đặt ở phía dưới này nhá, comment phía dưới chúng tôi sẽ làm video trả lời cho các anh chị hiểu rõ thêm. Giá của tròng kính chống ánh sáng xanh là bao nhiêu tiền. Thế ở đây thì anh chị sẽ hỏi là ánh sáng xanh đúng không ạ? Một số anh chị sẽ biết, một số anh chị chưa biết thì sẽ coi ở cái video trước nói về cái ánh sáng xanh hơn. Thế thì nếu mà chúng ta biết được giá cả của nó là bao nhiêu tiền và biết được số độ là bao nhiêu thì chúng ta có thể là chọn lựa cho nó phù hợp với túi tiền của chúng ta đúng không ạ? Với kinh nghiệm là 8 năm mà làm trong cái lĩnh vực này rồi thì hiện nay có rất là nhiều cái dòng ánh sáng xanh. Tuy nhiên là mình sẽ chia sẻ những cái dòng mà chúng tôi đang cung cấp ở trên thị trường hiện nay từ thương hiệu của mắt kính Titan. Đó là dòng thứ nhất là bên chỗ của Nhật là Hoya, dòng thứ hai là của Pháp. Đó, mình sẽ nói về hai cái dòng này nhé. Hai dòng này để anh chị nắm được rõ hình dung hơn. Tuy nhiên ở ngoài kia có rất là nhiều cái dòng sẽ cao cấp hơn hoặc là thấp hơn. Ở đây thì sẽ chia sẻ rõ hơn hai cái sản phẩm giúp cho anh chị hiểu rõ thêm. Nếu mà anh chị chọn đúng và đeo nó dễ chịu thì đỡ mất thời gian và cảm xúc anh chị rất là vui, rất là hứng khởi đúng không ạ? Nếu mà anh chị chọn sai thì chúng ta coi như là mất thời gian, mất tiền và cảm xúc chúng ta chưa được vui. Thế thì sau khi chúng ta xem được cái video này chúng ta sẽ hiểu rằng nên chọn nào cho nó phù hợp đúng không ạ? Và khi biết được giá thành thì chúng ta sẽ biết được túi tiền chúng ta nên nghiêng về sản phẩm nào cho nó phù hợp. Rồi, sản phẩm đầu tiên chúng ta sẽ thấy được là cái dòng của Nhật với giá thành là hiện nay là 930.000. Mắt kính Titan này cung cấp nha, trên hệ thống Titan cung cấp. Còn ở ngoài thì chúng ta chưa biết rõ được nó khoảng bao nhiêu. Tuy nhiên là nó cũng dao động ở trong khoảng cỡ đó thôi. Để anh chị thấy được là với giá thành như thế chúng ta sẽ có một cặp mắt, chưa tính gọng nha, gọng là tính riêng. Rồi, dòng thứ hai thì anh chị sẽ thấy được là có thương hiệu nổi tiếng hơn, có một số anh chị thấy nó phù hợp cho túi tiền của chúng ta hơn và chúng ta cần đảm bảo được cái chất lượng hơn thì chúng ta nên chọn cái dòng của Pháp. Dòng của Pháp thì hiện nay có giá là 1.250.000. Rồi, thì hai cái dòng này nó sẽ khác nhau về giá, về các cái lợi ích mà khi chúng ta đeo, cùng giống nhau về cái dòng chiết xuất. Chiết xuất như thế nào chúng ta cũng xem thêm ở cái video trước, tại vì chiết xuất là nó ảnh hưởng tới cái độ dày, độ mỏng của cái tròng kính. Với cái giá thành như thế này chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta nên chọn hàng của Nhật hay nên chọn dòng của Pháp đúng không ạ? Anh chị cũng có thể nghe qua tư vấn ở đây và anh chị đến ở trung tâm gần nơi anh chị sinh sống để được hỗ trợ chi tiết hơn, chính xác hơn với cái dòng mà Hòa đã chia sẻ ở đây. Có thể là đó có thể là chưa có, nhưng chúng ta đã hiểu và chúng ta biết cần phải hỏi và được hỗ trợ chuyên môn tại nơi chúng ta hỏi. Rồi, giải pháp nữa là chúng ta có thể hỏi ở trên các cái nền tảng xã hội, cũng là cái dòng ánh sáng xanh thôi, chúng ta có hỏi tham khảo thêm để biết rằng giá cả của cái sản phẩm nó là bao nhiêu tiền cho dòng một cặp. Còn nếu mà tại ở mắt kính Titan này, ở gần trung tâm thành phố thì anh chị có thể ghé thì giá đúng những gì mà Hòa đang chia sẻ như thế và anh chị sẽ được đo và được tư vấn và được ráp luôn thành hoàn chỉnh cái kính cho mình để mình đeo cho nó an toàn. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi làm, chúng tôi tư vấn thì thông thường nếu mà giá thành vừa phù hợp thì anh chị sẽ chọn cái dòng của Nhật. Nếu trải nghiệm rồi, thời gian sau anh chị muốn nó tốt hơn, muốn nó dễ chịu hơn và muốn tham khảo thêm những cái dòng của Pháp thì chúng ta nâng lên dòng của Pháp. Đó là trong cái quá trình mà chúng tôi làm thì hầu như các anh chị đều trải nghiệm trước cái dòng A, xong đó chuyển qua cái dòng B. Còn nếu mà anh chị đã tin tưởng rồi, đã dùng rồi thì chúng ta dùng thẳng luôn cái của Pháp. Vì sao ạ? Vì đằng nào thì chúng ta cũng cần bảo vệ đôi mắt của chúng ta, đằng nào chúng ta cũng cần phải đôi mắt ta dễ chịu để làm việc thời gian được lâu hơn, thì đằng nào cũng mất công đi đo mắt mà mất công làm kính, thì chúng ta làm luôn một lần cái dòng của Pháp. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải tìm hiểu thêm nếu mà chúng ta chưa thực sự tin tưởng và chúng ta có thể trải nghiệm thêm qua lần đầu, lần hai. Thì giá cả hai cái dòng này thì gần gần như giống nhau nên chúng ta có thể chọn một trong hai dòng này nó phù hợp. Rồi, anh chị sẽ hỏi là có cái dòng nào tốt hơn đúng không ạ? Thì có những cái dòng tốt hơn, tuy nhiên thì chúng tôi sẽ chia sẻ những video sắp tới vì cái này nó liên quan tới từng sản phẩm để giúp cho anh chị rõ, hiểu
dễ dàng hơn. Rồi, nếu mà anh chị cũng đang muốn bảo vệ đôi mắt của mình khi mình ngồi máy tính, điện thoại hay là đi nắng đi mưa thì chúng ta quan tâm đến cái dòng ánh sáng xanh như này là đúng rồi. Và có câu hỏi nào thêm thì anh chị hãy comment ở phía dưới chúng tôi sẽ hỗ trợ anh chị nhiều hơn. À, xin chào và hẹn gặp lại. Khoan anh chị ạ. Đây có món quà để dành cho anh chị ở đây. Trên này anh chị phải quét mã QR nhá. Cái chỗ này phải quét mã QR chúng ta mới tham gia được tặng quà miễn phí ở đây. Đó, quà miễn phí là cái dòng chống ánh sáng xanh luôn. Chúng ta sẽ hiểu được là tại sao chúng ta chỉ ưu tiên để những người đang tham gia cái video này và xem video này chúng ta được tặng quà ở đây. Và số lượng sẽ hết khi chúng tôi đóng cái phần quà này lại. À, xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị hãy quét ngay vào đây nhé.